Hello nha, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Cao Kiên TV. Cả nhà ơi, hôm nay là ba chị em mình đã đến với khách sạn May Plaza của Thái Nguyên nha. Hôm nay mình sẽ đi dự hội thảo. Mời mọi người cùng trải nghiệm với mình nha. Đây trong nhà để xe mọi người ạ. Mình đang lên khách sạn Plaza, khách sạn lớn nhất của tỉnh Thái Nguyên mọi người nhá. Hôm nay mình đi cùng với lệ em gái rất là xinh tươi. Em gái Ngọc Liễu. Dạ vâng. Bấm thẳng xuống nhà xe ấy ạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Đây bác bảo vệ của khách sạn đang đưa ba chị em mình lên phòng. Ô, hôm nay mình đi đâu nhỉ? Hôm nay mình đi sự kiện ở Thái Nguyên nhé mọi người nhá. Mình đi sự kiện ở Thái Nguyên của công ty Hana Comatic nhá. Ok. Nhiều công dụng cho chị em, đặc biệt là phụ nữ, và
một sản phẩm tiếp. Đó là sản phẩm dung dịch phụ nữ cho tất cả mọi lứa tuổi. Là một sản phẩm rất là tiện ích ạ. Và bên em còn có rất nhiều các sản phẩm nữa, đó là sản phẩm là chăm sóc sắc đẹp cho mọi người. Đây là chính là sản phẩm mà đầu cụ tiện ích cho cả phái nam phái nữ, đặc biệt là cho các anh phái nam, tiện lợi không phải đến các cửa hàng để được tóc mà ở nhà chúng ta cũng thực hiện được. Sản phẩm này là đây là màu đen cả nhà, và còn một màu nữa đó là màu nâu. Đây là màu nâu, màu nâu cây là để phục vụ cho phái nữ. Nhiều khi đi sự kiện này thì em muốn thay đổi cái mái tóc của mình thì sẽ là thực hiện màu nâu, còn bình thường là chúng ta sẽ phục vụ màu đen nhé cả nhà nhé. Đây là sản phẩm nào bên em có rất nhiều sản phẩm phục vụ cho mọi lứa tuổi, và đây là sản phẩm là phục vụ cho mẹ và bé, là giúp cho bé ăn ngon này, ngon và nhanh lớn. Cứ còn đây dành cho chị em nhé, cho phái đẹp này, mình sẽ uống mọi lúc mọi nơi cho da mình đẹp này, hết nám này, hết nhăn này, và tăng thêm 10 tuổi so với độ tuổi nhá cả nhà mình nhá. Hôm nay em Phan thực tế là đến với công ty Hala và sự kiện để em Phan tìm hiểu và chăm sóc trong thời gian tới ạ. Em xin chào cả nhà và cả nhà sẽ ủng hộ em nhé. Bí mật thành công đột phá của công ty trách nhiệm hữu hạn Hana từ khi được bắt đầu. Xin trân trọng mời các đồng chí là CEO, giám đốc kinh doanh cũng như là các đại lý nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để chúng ta chuẩn bị được bắt đầu.
sẽ đến với chương trình bí mật thành công đột phá cùng founder Mai Hoa và trainer Thanh Tân. Và không để chị chờ lâu nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một tiết mục mà Linh nghĩ rằng chưa bao giờ có xuất hiện tại Hana Cosmetics. Và anh chị có biết đây là tiết mục gì không ạ? Tất cả chúng ta đều chưa biết đúng không ạ? Và ngay sau đây Linh sẽ xin phép giới thiệu nhân vật chính sẽ đưa anh chị đến với chương trình đặc biệt này. Xin mời ạ. Chị đã đến trong buổi bí mật thành công đột phá ngày hôm nay. Lần đầu tiên thì xin phép Hồng Quang xin phép gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả anh chị. Và xin mời các chị có thể đứng lên được không ạ? Dạ vâng. Chúng ta sẽ đến với một nghi lễ thực sự là một nghi là rất là thiêng liêng trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Dạ vâng. Hôm nay những chiến binh Hana đến từ các mọi miền của Tổ quốc trở về đây để học tập và rèn luyện tại mảnh đất Thái Nguyên quê hương anh hùng. Vâng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hana Cosmetics là ngọn cờ đi đầu tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta ở đây để tìm ra bí mật thành công đột phá. Lần đầu tiên thì phải cảm ơn cha ông, những người đi trước đã không tiếc những giọt máu của đời trước để có một Việt Nam như ngày hôm nay. Và chúng ta kế thừa phát huy xây dựng đất nước này trở nên tươi đẹp hơn. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả những người chiến binh Hana. Và chúng ta hãy cùng hướng lên ngọn cờ để làm một nghi lễ cao nhất, thiêng liêng nhất. Nghiêng!
xin mời mọi người về vị trí ạ. Chỗ ngồi chưa ạ? Nóng chưa cả nhà? Nóng chưa ạ? Thấy lạnh không ạ? Vẫn lạnh không? Chắc là mới đầu mọi người mặc áo sơ mi ngày hôm nay chắc chết đen quá đúng không? Nhưng mà yên tâm đấy, mọi thứ đã chuẩn bị rất là chu đáo để làm nào cho mọi người được có những trang phục đẹp nhất với cái thời tiết cũng đẹp nhất. Ok, bao nhiêu trong số các anh chị cảm thấy vô cùng hào hứng cho chương trình ngày hôm nay, giơ tay cao lên vào đó ấy. Bao nhiêu trong số anh chị đang rất là mong chờ buổi đào tạo chương trình ngày hôm nay, giơ tay cao lên vào đó ấy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bao nhiêu trong số anh chị đang tập trung 100% năng lượng ở chương trình này, giơ tay cao lên vào đó ấy. 100 hay 200 ạ? 200. 200 hay 500? 500. 500 hay 1.000? 1.000. 100 hay chị ạ? Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Lời đầu tiên thì cho phép Hoa giới thiệu. Hoa là Nguyễn Thị Mai Hoa, founder của thương hiệu Hana. Và trong đây những anh chị nào mà lần đầu tiên gặp Hoa giơ tay được không ạ? Lần đầu được gặp Hoa nào? Lần đầu nữa đó. Tuyệt vời quá. Thế là ở đây là hôm nay cũng có rất là nhiều người mới đúng không ạ? Mới gặp lần đầu tiên chứ không phải là mới kinh doanh đúng không? Mọi người rất là nhiều. Thế ngày hôm nay gặp Hoa rồi mọi người thấy thế nào không? Thế nào ạ? Rất là nhiều. Ngày hôm nay thì thay mặt công ty Hana Cosmetics thì Hoa cũng gửi lời chân thành cảm ơn và biết ơn đến tất cả các anh chị, vì các anh chị từ xa, ở những nơi rất là xa và ngày hôm nay đã sắp xếp tại đây bớt chút thời gian công việc của mình. Mặc dù là thời điểm cuối năm chắc chắn là ai cũng bận rộn đúng không ạ? Thế nhưng mà các anh chị vẫn sắp xếp thời gian để có mặt tại đây để cùng tham gia chương trình của công ty. Và thay mặt công ty xin chân thành lời cảm ơn đến tất cả các đại diện.